Mến chào tất cả các bạn, mến chào tất cả anh chị em thân mến. Thì hôm nay thì Duy làm cái video này để chia sẻ là lý do, giải thích lý do vì sao mà Đức Phật, tức là Phật Thích Ca của mình đó, ngày xưa đi tu thì Ngài chủ trương là ăn ngày một bữa. Cái lý do mà Phật đưa ra cái quy định, hay là bản thân Đức Phật đó đã áp dụng cái quy tắc là ăn ngày một bữa, còn gọi là ăn ngọ, thì cái việc ăn ngày một bữa này có lợi ích gì trong cái việc tu tập, và cái cơ sở khoa học của việc ăn ngày một bữa thì có ích hay không, có giúp ích hay không, hay là làm cho cơ thể thêm bệnh tật, thiếu chất. Thì hôm nay Duy xin chia sẻ những hiểu biết của mình cùng với các anh chị, đặc biệt là những anh chị ăn chay, tu tập và có chủ trương là ăn ngày một bữa, thì cũng nên xem cái video này. Thì trở về lịch sử, khi mà Đức Phật bắt đầu xuất gia, bỏ gia đình, gọi là bỏ gia đình mà là từ giã gia đình để mà quyết tâm đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại, để mà có thể làm chủ được cái bốn cái sự đau khổ của sanh già bệnh tử. Thì trên đường đi ban đầu thì Đức Phật đi tìm các vị thầy, thì chủ trương là Đức Phật đầu tiên là tu khổ hạnh, tức là hầu như là không ăn uống. Thì trong một thời gian dài như vậy thì Đức Phật mới nhận ra là cơ thể mình hoàn toàn bị kiệt sức và không còn đủ trí tuệ, sự minh mẫn để có thể tư duy, suy nghĩ để tìm ra cái con đường giải thoát đó. Cho nên cuối cùng Ngài mới chủ trương là con đường trung đạo, tức là cũng không để cho cơ thể của mình đói quá, thiếu thốn quá, hoặc là cũng không cho mình được sống trong cái sự sung sướng, ăn uống đầy đủ quá, thì cũng không tu tập được. Cho nên người mới đưa ra con đường gọi là trung đạo, tức là ăn chỉ để sống mà thôi, tức là ăn để duy trì cái cơ thể này, cái sự sống của cơ thể này. Vì nếu mình không có cái thân này thì không thể nào mình tu tập được. Đó là lý do mà người chủ trương là làm sao để ăn để duy trì sự sống, ăn ít nhất. Đức Phật thì đi khất thực. Mà nhiều người nói là xin ăn thì thực ra khất thực nó khác với xin ăn nhiều. Thì khất thực là để là tạo cái gieo duyên với chúng sanh, với nhiều người, để có thể người có thể truyền bá được cái pháp giải thoát của mình cho mọi người. Thì khi mà Đức Phật đi khất thực đó, cầm bát đi khất thực đó, thì thường thì Ngài ăn ngày một bữa thôi. Thứ nhất là Ngài có thể tranh thủ rất là nhiều thời gian để tập trung vào cái việc tu tập. Và Ngài thường chọn vào buổi trưa để đi khất thực, vì cái thời gian đó thì rất là phù hợp cho những cái người thí chủ, họ có thể cho đồ ăn cho Đức Phật. Đó. Thì Đức Phật đi khất thực như vậy á, cũng tiện lợi cho mình trong việc dùng bữa, và có dành thời gian còn lại trong cả ngày để Ngài ngồi thiền định, Ngài tu tập. Thì cái việc mà ăn ngày một bữa mà ăn ngọ đó, thì thường nhiều người hiểu là ăn vào 12 giờ trưa, thì thực sự là cái điều này cũng không nhất thiết là như vậy. Ăn ngọ tức là chúng ta hiểu là ăn ngày một bữa là được, nhưng mà do lúc cái giai đoạn của Đức Phật đó, để tiện cho cái việc tu tập, thì Ngài chọn là cái giờ trưa mình đi khất thực rồi mình ăn luôn. Nó là như vậy. Thì cái chủ trương của người đi tu là gì? Là buông bỏ hết tất cả, buông bỏ hết tất cả những cái ràng buộc về vật chất, buông bỏ cả gia đình, buông bỏ cả những cái gọi là cái tham, tham ăn, tham ngủ, tham sân si, buông bỏ tất cả mạn nghi, buông bỏ tất cả, thì để có thể mà tập trung vào tìm ra cái con đường giải thoát, phát huy tối đa cái trí tuệ của mình, mới có thể tìm ra cái con đường giải thoát khỏi bốn sự đau khổ đó. Cho nên Đức Phật là gì? Tuân theo theo cái hạnh là thiểu dục chi túc, tức là làm sao mà cái nhu cầu của mình ít nhất mà mình vẫn biết đủ, mình vẫn vui vẻ khi mà mình tu tập, để mình hướng tới một cái mục tiêu lớn lao, đó là giúp cho cả nhân loại này không còn đau khổ nữa, tức là tìm ra cái con đường giải thoát. Và đồng thời là Đức Phật nhận rõ là cái thân này của mình là gọi là cái thân bất tịnh, tức là nó là ô trượt, là ô uế, nó là duyên hợp, nó là
đất nước gió lửa hợp thành, rồi ngày nào đó nó cũng tan hoại. Mà một cái thân mà đã tan hoại thì các bạn thấy là nó bốc bao nhiêu mùi là tanh hôi. À, ngay cả khi mình còn sống, còn duy trì cái thân xác này thì bao nhiêu thứ là tanh hôi, là dơ giấy, tất cả mọi thứ các bạn thấy. À, cho nên đối với Đức Phật thì cái thân này chỉ là tạm bợ, chỉ là mượn để tu tập mà thôi, chứ cũng không có chăm chút hay là không có quá đề cao, không quá chấp vào cái thân tạm bợ này. Đó là cái lý do mà Đức Phật ăn ngày một bữa, tức là tiết kiệm tối đa thời gian, theo hạnh là thiểu dục chi túc. Nhưng mà không ngờ là cái việc mà ăn ngày một bữa của Đức Phật á, là sau này thì Duy tình cờ đọc được một cái quyển sách của một bác sĩ rất là nổi tiếng của người Nhật Bản. Ông này là bác sĩ về ung thư, nhưng mà ung thư, nghiên cứu sâu về ung thư vú, đặc biệt là ung thư vú trên phụ nữ. Thì vị bác sĩ này rất là đặc biệt là ông ta chủ trương là ngày ăn một bữa. Thì ông ta có đưa ra những cái nghiên cứu, những cái bằng chứng rất là xác thực, những cái lợi ích của việc ăn ngày một bữa đã giúp cơ thể của ông ta được duy trì cái sự trẻ trung lâu dài, và sống rất là khỏe mạnh và hầu như không biết đến bệnh tật là gì. Thì đây là những cái lý luận mà vị bác sĩ đó đưa ra. Thì ông ta tên là Yoshinori Nagumo. Và các bạn có thể tìm đọc cái quyển sách là Ăn ít để khỏe, do chính tác giả viết trên trải nghiệm của bản thân mình. Thì những cái lý do sau đây mà ông ta sở dĩ ông ta đề xuất ăn ngày một bữa, tất nhiên là cái việc ăn ngày một bữa nó phải có cái lộ trình của nó. Nó phải có một cái cách thức để các bạn dần dần chuyển từ việc ăn ngày 3 bữa, 2 bữa sang ăn ngày một bữa một cách phù hợp, một cách khoa học, để cơ thể vẫn khỏe mạnh và duy trì được cái cuộc sống tốt đẹp của mình. Thì các bạn nên mua cái quyển sách này về các bạn đọc. Thì đây là những cái lý lẽ mà những cái ý mà trong quyển sách mà tác giả chia sẻ, thì Duy cũng xin chia sẻ với các bạn. Thì đây là những cái cơ sở hoàn toàn khoa học. Thì đầu tiên là phân tích về cái lịch sử của loài người đó. Nếu mà con người bắt đầu xuất hiện, lịch sử loài người bắt đầu xuất hiện, lấy cái mốc thời gian là cách đây là 170.000 năm, thì các bạn thấy là cách đây 170.000 năm, khi tổ tiên của chúng ta bắt đầu sinh sống trong các cái hang động, và thường là gì, hàng ngày cái việc ăn uống là phó thác cho cái việc là hái lượm và săn bắt, tức là phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Lúc đó người ta chưa có biết nuôi trồng, chưa có biết làm nông nghiệp đâu. Thường xuyên là cái giai đoạn đó, thì thường xuyên tổ tiên của chúng ta đó thường xuyên là phải chịu cảnh là đói rét. Đói tức là có những cái bữa mà thời tiết không tốt thì cũng không tìm được thức ăn, hoặc là không săn mồi được thì cũng phải nhịn đói. Còn rét ở đây là ở trong hang đá, những cái mùa đông giá lạnh thì sống y chang như những con vật, như những con thú thôi. Thì thường xuyên phải chịu cái sự khắc nghiệt của thời tiết ngày xưa đó. Thì cái việc mà đói rét như vậy thì theo tác giả là đã kéo dài là 176.000 năm, tức là cái mốc từ trước khi mà cái nền văn minh lúa nước được hình thành từ Trung Quốc cách đây 4.000 năm, tức là 2.000 năm trước công nguyên, kéo dài đến lịch sử nhân loại hiện nay. Thì từ thời kỳ lúa nước hình thành thì con người mới bắt đầu là giảm được cái nạn đói, tức là có lương thực, có thức ăn ăn hàng ngày. Nhưng mà kể từ 100 năm trở lại đây, tức là sau khi cái văn hóa của phương Tây xâm nhập vào tất cả mọi ngõ ngách của tất cả các đất nước trên thế giới, thì bắt đầu chúng ta lại chuyển sang cái việc là ăn ăn no, tức là ăn ngày 3 bữa, chủ trương là ăn phải đủ chất, ăn phải hàm lượng dinh dưỡng một ngày bao nhiêu, đạm, chất béo, chất tinh bột, đường gì đó vân vân, một ngày phải bao nhiêu đúng chuẩn, rau củ quả, và ăn ngày 3 bữa thì cơ thể chúng ta mới phát triển về mặt trí óc, về bộ não, về thân thể mới được cường tráng khỏe mạnh. Thì ý như vậy mới không bệnh đó. Thì theo tác giả thì cái gen của con người, của tổ tiên của chúng ta truyền lại cho chúng ta đó, thì tính theo tỷ lệ 170.000 năm á, thì
chỉ có 100 năm là con người phải thích nghi với cái việc ăn no mà thôi. Còn lại là 170 mấy ngàn năm là đã từng chịu đói rét. Thì cái việc mà chịu đói rét như vậy theo tác giả đó, nó đã giúp cho cái việc kích thích cái những cái gen quý trong cái tế bào của mình, đó là gen sinh tồn, gen chống lão hóa. Thì những cái gen đó nó làm cho con người là gì, thích nghi với cái cuộc sống đói rét. Cái gen đó giúp cho con người chống lại bệnh tật. Cái gen đó giúp cho con người duy trì được cái sự trẻ hóa của tế bào. Cái gen đó giúp cho con người là sửa chữa những cái lỗi trong những cái tế bào mà bị hư hỏng, sửa chữa lỗi trong những cái cơ quan trong cơ thể mà nó bị bệnh tật, nó hỏng hóc, giúp cho con người duy trì cái cuộc sống trường thọ, cuộc sống kéo dài cái sự sống của mình và sống khỏe mạnh, không bệnh tật đó. Nhưng mà từ khi 100 năm sau này, khi bắt đầu con người ăn nhiều lên, ăn no đủ lên, ăn ngày 3 bữa gọi là ăn no đó, thì cơ thể bắt đầu trở nên là nhiều bệnh tật xảy ra. Đặc biệt là những cái bệnh nan y như bây giờ các bạn thấy là bệnh tiểu đường nè, bệnh huyết áp cao, tim mạch đó, bệnh đột quỵ, rồi ung thư, béo phì, rất là nhiều bệnh mà sau này cái thế giới hiện đại từ cái việc mà ăn no nó đã dẫn đến đó. Thì tác giả mới phân tích là trên khoa học, cơ sở khoa học là gen, thì gen mình chưa thực sự thích nghi với cái việc ăn no, nó là như vậy đó. Rồi ăn ít để khỏe, nó còn có cái cơ sở khoa học như thế này. Khi chúng ta ăn ít như vậy thì cái cơ quan tiêu hóa của chúng ta, cơ quan tiêu hóa của chúng ta thì nó là bao tử, dạ dày ha, toàn bộ là cái đường ruột non, ruột già, rồi các cái tuyến tụy, gan, mật, rất là nhiều tuyến tham gia vào, đặt ngay cả hệ thần kinh, rồi tim mạch, hệ tuần hoàn, hô hấp, tất cả hầu như khi chúng ta ăn vào thì huy động toàn bộ cái năng lượng và tất cả các cơ quan nội tạng trên cơ thể huy động vào việc tiêu hóa. Thì vì chúng ta ăn quá nhiều hoặc là ăn quá nhiều buổi như vậy thì cơ thể của chúng ta nó không có thời gian nó nghỉ ngơi. Nó không có thời gian nghỉ ngơi thì nó tốn nhiều năng lượng để chuyển hóa cái thức ăn đó cho cơ thể. Mà nhiều khi chuyển hóa quá nhiều, ăn quá nhiều thì nó trở nên dư thừa. Nó dư thừa thì nó tích lũy thành những cái tế bào mỡ, chèn ép những cái cơ quan nội tạng và có thể là gây ra cái hiện tượng là chúng ta bị những cái bệnh tật. Cho nên tác giả chủ trương là ăn ngày một bữa. Ăn ngày một bữa thì cơ thể của chúng ta nó sẽ được đưa vào cái trạng thái là thường xuyên là bị bỏ đói. Bỏ đói là khi mình thực sự là mình chưa cảm thấy là đói thực sự thì mình cũng đừng nên ăn. Mà khi mình đói ít thì mình ăn nhẹ thôi, chứ mình đừng có ăn những cái bữa chính, ăn cho nhiều vào, hoặc là đụng gì mình ăn nấy, gọi là ăn phi thời, ăn không có cái thời gian xác định, thì như vậy là không tốt. Thì tác giả chủ trương là ăn ngày một bữa để cơ thể có thời gian để chỉnh sửa, để cơ thể có thời gian để phục hồi cũng như là đào thải những cái độc tố và tạo điều kiện bỏ đói cơ thể, cho cơ thể chịu những cái khắc nghiệt, chịu lạnh, chịu rét, chịu đói. Thì những cái gen sinh tồn, những cái gen về chống lão hóa nó sẽ được kích hoạt và nó sẽ giúp cho cơ thể duy trì được cái sự sống khỏe mạnh và kéo dài cái sự trẻ trung. Và đặc biệt nếu các bạn kết hợp được với cái việc ăn ngày một bữa với cái việc mà ngủ đó, ngủ trong cái khoảng thời gian vàng đó, thì theo tác giả là đề xuất là khi chúng ta ngủ từ 10 giờ tối ngày hôm nay kéo dài cho đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, thì đó là cái khoảng thời gian vàng. Mà nếu như chúng ta ngủ trong cái khoảng thời gian đó đó, thì cái hormone trong cái hormone sinh trưởng trong cơ thể của chúng ta nó sẽ tự động nó được phóng thích vào máu trong khi chúng ta ngủ. Và chính cái hormone sinh trưởng này nè, nó sẽ giúp đào thải những cái sắc tố melanin, tức là những cái sắc tố mà khi ban ngày chúng ta hoạt động đó, dưới ánh nắng mặt trời đó, da của chúng ta nó tạo ra để chống lại những cái tia độc hại từ mặt trời. Thì cái hormone sinh trưởng này nó sẽ làm giảm đi những cái sắc tố đó, giúp cho da của chúng ta không bị đen, bị nám, tàn nhang, giúp cho da của chúng ta không bị nhăn, tức là những cái dấu hiệu lão hóa về bên phía bên ngoài, về da,
Và đồng thời những hormone sinh trưởng đó nó sẽ kiểm tra tất cả những cái tế bào trong cơ thể, những tế bào nào hư, những tế bào cơ quan nội tạng nào hỏng hóc, thì bắt đầu nó sẽ tiến hành nó sửa chữa, nó khôi phục lại, giúp cho chúng ta duy trì một cái sức đề kháng tốt, một cái sức khỏe mà không bệnh tật. Đó là những cái lý do mà nổi bật nhất mà Duy đọc được từ trong cái quyển sách là Ăn Ít Để Khỏe của tác giả. Thì hy vọng cái video hôm nay cung cấp những cái kiến thức hữu ích cho các bạn về lợi ích của việc ăn ngày một bữa. Mà ăn ngày một bữa là cái điều mà Đức Phật đã từng đề xuất cách đây 2.500 năm khi người trên con đường tu tập, và Ngài cũng khuyến khích tất cả các Phật tử của mình, những con người mà muốn thực sự tu tập theo con đường giải thoát thì cũng nên ăn ngày một bữa, sống theo hạnh là thiểu dục, chi túc, để có thể tu tập một cách là tinh tấn, có sức khỏe, có thể là vượt qua những cái bệnh về thân, để mình tập trung vào cái việc tu tập cho tốt hơn. Thì video này cũng khá dài và hy vọng nó có ích cho các bạn. Và nếu các bạn thấy video này có ích thì đừng quên nhấn like hoặc là click share để chia sẻ cho nhiều bạn bè khác cùng theo dõi video này. Và đặc biệt là Duy thường xuyên làm những cái video mới để chia sẻ kiến thức với tất cả các bạn, tất cả các anh chị em. Cho nên cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube Duy Võ để tiếp tục đón xem những cái video mới các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu như các bạn có những câu hỏi nào thắc mắc thì hãy để lại cái câu hỏi đó trong cái phần comment ngay bên dưới video này, hoặc bất kỳ cái video nào trong cái kênh Duy Võ thì Duy nhất định sẽ kiểm tra và trả lời cho tất cả các bạn. Thank you. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.